giữa thanh lung linh trong bóng nắng. Về đi anh thanh hoa anh hùng, xô ta qua bao đời trần mạt, ngàn nghiêng phong kinh thành đất nhân kiệt địa linh. Về đi anh thì ta mới thấu tình người xưa. Trần mạt vẫn xuống sắc như chung, một miền nắng bắt hôm mưa giật bao vui, có vượt biển sóng trào mới hiểu người vui. Vì thành hoa lòng ta mới thấy, vì sao lại hát dối, vì sao sông cuốn đỏ đầy vân hoa. Bao chiến công oai hùng một thuở liệt oanh, như hạt sương long lanh dâng cho đời mãi xưa. Ơi thanh hoa quê nhà, vạn thừa vẫn nắng hồn. Vì thanh hoa ta dắt nhau đi dưới hàng dừa xanh mát, thăm thành nhà hồ nắng mưa bất còn đi. Chiều chính nửa năm xưa cười môi đánh giặc, đất hồi quân năm nào lên lượn phòng đi non sông. Vì thành hoa lòng ta khô khát, ngàn năm quân hát dối, mẹ thơ vẫn nặng tình đầy thơ. Ôi chiến công năm nào hàng sông còn đi, như hạt sương long lanh dâng cho đời mãi xưa. Ơi thanh hoa quê ta, vạn thừa vẫn nắng trong màu nắng. Về đi anh thanh hoa anh hùng, xô ta qua bao đời trần mạt, ngàn nghiêng phong kinh thành đất nhân kiệt địa linh. Về đi anh thì ta mới thấu tình người xưa. Một miền nắng cát không mưa giấc bao vui, có vượt biển sóng trào mới hiểu người vui. Vì thành hoa lòng ta mới thấy, vì sao lại hát dối, vì sao sông cuốn đỏ đầy vân hoa. Bao kinh thành phủ bụi, bao chiến công oai hùng một thuở liệt oanh, như hạt sương long lanh dâng cho đời mãi xưa. Ơi thanh hoa quê ta, vạn thừa vẫn anh hùng. Ơi thanh hoa quê ta, thank you.
kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy ban Nhân dân Thị xã Nghi Sơn tập huấn hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về an toàn thực phẩm, giữ vững và nâng cao chất lượng xã phường đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2022. Lễ khai trương du lịch biển Nghi Sơn sẽ được tổ chức vào tối 29 tháng 4 năm 2022 tại quảng trường biển khu du lịch biển Hải Hòa. Thị xã Nghi Sơn bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 4, tại Trung tâm Hội nghị, Ủy ban Nhân dân Thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện các tiêu chí về an toàn thực phẩm, giữ vững và nâng cao chất lượng xã phường, đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2022. Phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã nhấn mạnh, thực hiện các tiêu chí về an toàn thực phẩm, giữ vững và nâng cao chất lượng xã phường đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế là lĩnh vực rất quan trọng để chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trách nhiệm này thuộc về cấp ủy chính quyền và cả hệ thống chính trị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện. Năm 2022, Thị xã Nghi Sơn phấn đấu xây dựng 15 xã phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm và duy trì nâng cao chất lượng 31 trên 31 xã phường đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế đến năm 2020. Đối với vấn đề an toàn thực phẩm liên quan đến 5 khâu, đó là khâu sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu thông và khâu tiêu dùng. Tất cả các khâu phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân. Vì vậy, các xã phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm tiếp tục duy trì và nâng cao. Đối với các xã phường chưa đạt, tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Đối với thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thị xã nhấn mạnh, đây là lĩnh vực liên quan đến chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Trong thời gian qua, trạm y tế các xã phường đã làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, đến thời điểm này, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, trong thời gian tới, Thị xã Nghi Sơn có chủ trương đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất trạm y tế các xã phường, đồng thời tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trạm y tế các xã phường thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của thị xã. Tại hội nghị, các học viên là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, công chức phụ trách về vệ sinh an toàn thực phẩm và trưởng trạm y tế các xã phường đã được lãnh đạo và chuyên viên văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân thị xã, phòng kinh tế giới thiệu những nội dung chính về kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm năm 2022, giữ vững và nâng cao chất lượng xã phường đạt Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế năm 2022. Hướng dẫn quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 ban hành quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận xã phường, thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm nâng cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đồng thời hướng dẫn cách rà soát và hoàn thiện hồ sơ xã phường an toàn thực phẩm, triển khai phần mềm hệ thống thông tin quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, xây dựng chuỗi chợ, cửa hàng kinh doanh thực phẩm, cơ sở giết mổ an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Nhân dân Thị xã Nghi Sơn đã ban hành kế hoạch số 89 tổ chức lễ khai trương du lịch biển Nghi Sơn năm 2022. Theo đó, chương trình khai mạc sẽ được tổ chức vào tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 4 năm 2022 tại quảng trường biển, khu du lịch biển Hải Hòa, Thị xã Nghi Sơn. Trong khuôn khổ của lễ khai mạc, trên địa bàn thị xã sẽ tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao, như từ ngày 30 tháng 4 năm 2022 đến ngày 7 tháng 5 năm 2022, tổ chức giải bóng chuyền gia chào mừng khai trương du lịch biển Nghi Sơn năm 2022 tại khu du lịch biển Hải Hòa. Từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2022, tổ chức các hoạt động kết nối du lịch biển với các điểm du lịch là di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thị xã. Các hoạt động kết nối du lịch sẽ do Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý các di tích, chuẩn bị các điều kiện đón khách du lịch tham quan, tìm hiểu tại các di tích trên địa bàn thực hiện.
Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã triển khai phương án, lịch trình, tổ chức cho học sinh các nhà trường, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tham quan, trải nghiệm các điểm di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn thị xã tại các di tích quốc gia và một số di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh tiêu biểu. Khai trương du lịch biển Nghi Sơn gắn với các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài thị xã về ý nghĩa, vai trò quan trọng của phát triển du lịch ở Thanh Hóa nói chung và du lịch Nghi Sơn nói riêng, tiếp tục quảng bá, phát huy tiềm năng, thế mạnh của du lịch Nghi Sơn, giới thiệu vùng đất, văn hóa, con người du lịch Nghi Sơn với bạn bè, du khách, xây dựng du lịch Nghi Sơn theo hướng văn minh, hiện đại, thu hút các nhà đầu tư để phát triển các khu, điểm du lịch trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của thị xã, phát triển theo hướng bền vững. Với phương châm văn minh, lịch sự, chu đáo, ấn tượng, tiết kiệm, Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn yêu cầu các hoạt động được tổ chức phải đa dạng, phong phú, an toàn và tiết kiệm, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của con người Nghi Sơn, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân, hấp dẫn đối với du khách, đồng thời huy động đông đảo sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, để nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp và hoạt động của các cơ quan đơn vị trong chuyển đổi số, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng năng suất lao động, sức cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp và nền kinh tế của thị xã, tạo nền tảng thúc đẩy hình thành và phát triển các ngành, lĩnh vực mới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiến bộ, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn thị xã. Ủy ban Nhân dân thị xã đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch hành động số 70KHTU ngày 4 tháng 3 năm 2022 của Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn về thực hiện nghị quyết số 06 NQTU ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo kế hoạch, đến năm 2025, thị xã phấn đấu 100% hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ, khai thác từ các cơ sở dữ liệu quốc gia. 50% hoạt động kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường mạng và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện giải quyết trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên cổng dịch vụ công của tỉnh và trên các phương tiện truy cập khác bao gồm cả thiết bị di động. Có 90% người dân, doanh nghiệp trở lên hài lòng với giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước. 100% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất và nhiều mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn. Để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đề ra, thị xã Nghi Sơn tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về chuyển đổi số. Đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức, xác định vai trò trách nhiệm và tính tiên phong của người đứng đầu, lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, của cán bộ công chức, viên chức trong hoạt động chuyển đổi số. Chuyển đổi nhận thức cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân, xác định được tầm quan trọng của chuyển đổi số trong tình hình mới, phát triển nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, viễn thông, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong cả khối chính quyền và doanh nghiệp. Bảo đảm môi trường chính sách, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính sách khuyến khích hỗ trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông trong khai thác hoặc cung cấp các dịch vụ số nhằm đổi mới quản lý, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh của các tổ chức doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện hình thức thuê bao dịch vụ công nghệ thông tin theo hướng dẫn tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 5 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, kết nối hệ thống mạng giữa khối Đảng với khối chính quyền và đưa vào sử dụng để trao đổi một số nội dung cần thiết nhằm phát huy hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh hợp nhất, nâng cấp cổng dịch vụ công tỉnh với hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh, cấp thị xã, cấp xã phường để tạo lập
hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Thanh Hóa, đào tạo tập huấn cho cán bộ công chức viên chức quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tại bộ phận một cửa cấp thị xã, cấp xã phường, tuyên truyền vận động tổ chức doanh nghiệp, người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thụ hưởng các tiện ích, lợi ích, nhanh chóng, minh bạch, đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thị xã, đẩy mạnh khai thác hiệu quả các ứng dụng dùng chung trong hệ thống thông tin chính quyền điện tử, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, chữ ký số, thư điện tử, một cửa điện tử và các ứng dụng chuyên ngành. Xây dựng dữ liệu trong các cơ quan nhà nước, kết nối, chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ ngành địa phương, khai thác sử dụng hiệu quả, áp dụng công nghệ mới và truyền thông xã hội, cung cấp thông tin và dịch vụ hành chính công một cách đơn giản, thuận tiện trên di động để thực hiện chuyển đổi số toàn diện của cơ quan nhà nước và cung cấp trải nghiệm tốt nhất, thân thiện nhất cho người dùng. Tuyên truyền phổ biến kiến thức về chuyển đổi số sang kinh tế số cho doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch phổ biến kiến thức về chuyển đổi số, kinh tế số, tính cấp thiết của chuyển đổi số, xây dựng lộ trình chuyển đổi sang kinh tế số, chia sẻ kinh nghiệm các bài học thành công thất bại khi chuyển đổi kinh tế số cho các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã. Hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, tổ chức kết nối giữa doanh nghiệp thương mại điện tử với các doanh nghiệp sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tạo thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu dùng. Hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể tham gia sàn giao dịch điện tử nông sản Thanh Hóa https://nongsananantoanthanhoa.vn, hỗ trợ sản phẩm OCOP trên cổng thông tin thương mại điện tử http://kếtnoiocop.vn, triển khai giải pháp hỗ trợ truy xuất nguồn gốc thông qua việc gắn tem số bằng mã QR code đối với các sản phẩm đặc trưng của địa phương để tạo niềm tin cho khách hàng, thiết lập kênh thông tin hỗ trợ quảng bá xây dựng thương hiệu của thị xã, của xã phường, triển khai các hoạt động hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, các hộ kinh doanh cá thể, chuyển đổi sang sản xuất sản phẩm, cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp, thay đổi quy trình sản xuất, tăng cường ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại sáng tạo, các mô hình sản xuất mới phù hợp, hiệu quả, tập trung thu hút phát triển các doanh nghiệp công nghệ thông tin, tạo sự phát triển đột phá, thúc đẩy phát triển hệ sinh thái, khởi nghiệp sáng tạo. Cùng với đó, khuyến khích các doanh nghiệp thương mại dịch vụ lớn trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ số, tuyên truyền hỗ trợ người dân tham gia các hoạt động trên môi trường số như sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, mua bán trực tuyến, phản ánh, tương tác với chính quyền, khuyến khích đội ngũ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước, tiên phong, gương mẫu, thanh toán không dùng tiền mặt. Từng bước cung cấp dữ liệu mở nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức doanh nghiệp, nhân dân tiếp cận khai thác thông tin, triển khai thí điểm chuyển đổi số cấp xã phường, đánh giá rút kinh nghiệm, triển khai nhân rộng trên địa bàn thị xã, phổ cập các kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, an toàn thông tin, giao dịch điện tử đến mọi tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh giao tiếp xã hội thông qua các mạng xã hội, các ứng dụng, ưu tiên các dịch vụ như tư vấn pháp lý, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, hành chính công, văn hóa, du lịch, môi trường. Đồng thời phát triển hạ tầng số và bảo đảm an toàn thông tin, phát triển hạ tầng số dùng chung, phát triển kho dữ liệu dùng chung và dữ liệu mở theo chương trình chung của Trung ương và tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức doanh nghiệp, nhân dân tham gia khai thác dữ liệu, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân thị xã, cấp ủy chính quyền phường Trúc Lâm tăng cường tổ chức tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Theo đó, trong đợt này, phường Trúc Lâm triển khai tiêm phòng cho 670 con chó, 330 con trâu bò, 500 con lợn và 1.000 con gia cầm. Để công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đạt kết quả cao nhất, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh, phường Trúc Lâm đã kiện toàn ban chỉ đạo và phân công cán bộ phụ trách tiêm ở các tổ dân phố, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các loại vaccine, vật tư cần thiết, phục vụ công tác tiêm phòng. Trong quá trình thực hiện tiêm, kết hợp với phun tiêu độc khử trùng và đảm bảo an toàn cho người và vật nuôi trong quá trình thực hiện tiêm phòng. Bên cạnh đó, phường Trúc Lâm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng
đến các hộ chăn nuôi về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của công tác tiêm phòng đối với đàn vật nuôi, thông báo kế hoạch tiêm phòng để người dân chủ động trong công tác tiêm phòng. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 3 năm 2022, các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để bước vào vụ nuôi trồng thủy sản xuân hè năm 2022. Thời điểm này, tại các khu nuôi, các hộ đã xuống giống lứa tôm, cua, cá cho vụ nuôi mới. Cũng có hộ đang khẩn trương tu sửa bờ, lót bạt, khẩn trương thau chua, rửa mặn trước khi đưa vào thả nuôi. Sau thời gian ngủ đông, từ tháng 2 năm 2022, khu nuôi trồng thủy sản nội đê của xã Thanh Thủy bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Những ngày qua, để chuẩn bị cho vụ nuôi tôm xuân hè, các hộ nuôi đã huy động máy móc, nhân lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, đồng thời đầu tư thêm các thiết bị nuôi tiên tiến, hiện đại để hỗ trợ cho việc chăm sóc, bảo vệ con nuôi. Anh Trần Văn Đồng, xã Thanh Thủy, thị xã Nghi Sơn cho biết, khu nuôi thủy sản của anh có diện tích lên tới 34 hectare. Toàn bộ diện tích này được anh sử dụng để nuôi giống tôm thẻ chân trắng theo hướng thâm canh. Ngay từ tháng 2, anh đã chủ động cho cải tạo lại hệ thống ao đầm, trải bạt, tiến hành xử lý nguồn nước trước khi đưa con giống vào thả nuôi và phát triển toàn bộ khu nuôi tôm theo hướng công nghệ cao. Do đó, vụ nuôi tôm năm nay, anh Đồng tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích nuôi tôm có mái tre để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả cho diện tích nuôi tôm. Đến nay, toàn bộ diện tích nuôi tôm đã hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp, trong đó có 20 hectare được anh đầu tư mái tre để nuôi tôm theo hướng công nghệ cao và đã thả nuôi được 20 triệu con giống tôm thẻ chân trắng, kích thước PL12. Việc thả giống tôm cho các ao nuôi được anh thực hiện cách nhau khoảng 2 ngày để bảo đảm việc thu hoạch và thị trường tiêu thụ. Ông Nguyễn Văn Tường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Thủy cho biết, xã Thanh Thủy có 234 hectare nuôi trồng thủy sản, trong đó có 100 hectare nuôi thuộc vùng nội đê, 134 hectare thuộc vùng ngoại đê. Để việc thả nuôi thủy sản vụ xuân hè thuận lợi, theo đúng lịch thời vụ, đạt kết quả kinh tế cao, ngay từ đầu năm, Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp của thị xã, tuyên truyền hướng dẫn, khuyến cáo các biện pháp xử lý môi trường ao nuôi, nhận diện, đánh giá chất lượng con giống trước khi đưa vào thả nuôi. Ngoài ra, xã đã hỗ trợ các hộ nuôi nạo vét kênh mương trước khi cải tạo ao, đầm để chủ động cấp thoát nước vào khu nuôi. Đến cuối tháng 3, diện tích nuôi trồng thủy sản của xã cơ bản hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp. Hơn 100 hectare nuôi trồng thủy sản đã được thả con sống. Xã phấn đấu đến ngày 20 tháng 4 sẽ hoàn thành việc xuống giống vụ nuôi thủy sản xuân hè. Tại phường Hải Châu, sau khi hoàn thành việc cải tạo xử lý môi trường nguồn nước, từ tháng 3, các hộ có diện tích nuôi trồng thủy sản ở vùng nước lở đã tập trung xuống giống. Anh Phan Thanh Tùng, tổ dân phố Nam Châu, phường Hải Châu cho biết, trước khi thả con giống, gia đình anh đã tiến hành vệ sinh ao nuôi, lựa chọn con giống cẩn trọng. Vụ nuôi xuân hè này, gia đình anh đã thả nuôi 1 triệu con tôm thẻ chân trắng trên diện tích 1 hectare. Được biết, phường Hải Châu có 145 hectare nuôi trồng thủy sản. Đến hết tháng 3, hầu hết diện tích nuôi nói trên đều đã được thả con giống, với các đối tượng nuôi chủ yếu là tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cua xanh. Thị xã Nghi Sơn hiện có 800 hectare nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích nuôi trồng nước lợ 500 hectare, nuôi nước ngọt 230 hectare, còn lại là diện tích nuôi ngao. Để giúp người nuôi thủy sản nâng cao hiệu quả kinh tế, thời gian qua thị xã đã tích cực chuyển giao các kỹ thuật trong xử lý vệ sinh ao nuôi, khuyến khích các hộ nuôi chuyển hướng nuôi truyền thống, quảng canh sang an toàn sinh học, áp dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, trong suốt vụ nuôi, cử cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn, chủ động lấy mẫu giám sát về đất, nước, con giống nhằm kịp thời phát hiện các bất thường, hỗ trợ người nuôi giảm thiểu rủi ro trước khi đưa con giống vào thả nuôi. Tính đến hết tháng 3 năm 2022, diện tích thả nuôi các giống thủy sản trên địa bàn thị xã gần 500 hectare, đạt hơn 40% tổng diện tích. Thưa quý vị và các bạn, thị xã Nghi Sơn là địa phương ven biển phía nam của tỉnh Thanh Hóa, có số lượng di sản văn hóa lớn với nhiều loại hình đa dạng, phong phú. Toàn thị xã có 248 di sản văn hóa vật thể,
gồm 32 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng. Trong đó có 3 di tích lịch sử văn hóa xếp hạng cấp quốc gia, 29 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh xếp hạng cấp tỉnh, 216 địa điểm di tích đã được kiểm kê, bảo vệ. Bên cạnh đó, thị xã Nghi Sơn còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa phi vật thể có giá trị, bao gồm các lễ hội truyền thống, các nghề thủ công truyền thống, các tri thức dân gian, phong tục tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo. Trong đó, lễ hội Quang Trung đã được Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xem xét đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thực hiện nghị quyết số 07 ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nay là thị xã, về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa giai đoạn 2018-2025. Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, từ thị xã đến cơ sở đã quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa. Qua đó góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, là cơ sở quan trọng để khai thác phát triển du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Những năm gần đây, cấp ủy chính quyền thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai đầu tư tu bổ tôn tạo được 9 di tích, gồm đền thờ Lương Tuyên Quang, di tích Phủ Tuế, đền thờ các tiến sĩ họ Lương từ đường họ Nguyễn Hữu, đền thờ Lê Trương Lôi, Lê Trương Chiến, đền Làng Lê, đền Khánh Trạch, chùa Thiên Vương, đền thờ Hoàng Quốc Công Đào Duy Từ, đền thờ Thần Trấn Đông. Tổng kinh phí đầu tư cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gần 30 tỷ đồng, trong đó từ nguồn ngân sách nhà nước là 20,6 tỷ đồng, còn lại là các nguồn huy động hợp pháp khác. Nhằm bảo vệ giá trị của di tích trong quá trình triển khai trùng tu, bảo tồn, cấp ủy chính quyền thị xã Nghi Sơn đã thực hiện nghiêm luật di sản văn hóa, các văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước về chống xuống cấp di tích lịch sử văn hóa, cũng như đảm bảo hài hòa giữa bảo tồn di sản văn hóa với phát triển kinh tế, xã hội. Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của các ngành, huy động sự tham gia của toàn dân trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, nâng cao nhận thức, khơi dậy lòng tự hào của mỗi người dân về truyền thống của quê hương. Để bảo vệ các di tích đã được công nhận, xếp hạng có đầy đủ hồ sơ, Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã đã phối hợp với các cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện khoanh vùng, cắm mốc giới bảo vệ, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm di tích. Song song với đó, triển khai thành lập hoặc kiện toàn ban quản lý di tích, xây dựng quy chế hoạt động trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm bảo tồn, phục dựng, chống thất truyền các di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu như lễ hội cầu ngư, phường Hải Thanh, phường Hải Bình, trò diễn nấu cơm thi xã Hải Nhân, hát kể nhật trình đường biển, hát khúc hát trống và các xã ven biển và tín ngưỡng hầu đồng. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thanh Hóa tổ chức kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể, lập hồ sơ khoa học, đề nghị đưa di sản văn hóa phi vật thể trò diễn nấu cơm thi xã Hải Nhân vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, biên soạn và xuất bản cuốn di tích và danh thắng thị xã Nghi Sơn. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn cũng đã phối hợp mở các lớp đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ văn hóa, bí thư đoàn thanh niên xã phường kiêm nhiệm, đồng thời triển khai đến các trường học từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về hệ thống di sản văn hóa trên địa bàn thị xã và cung cấp những kiến thức cơ bản về di tích cho người dân sống xung quanh để có ý thức bảo vệ di tích theo quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, thị xã Nghi Sơn tiếp tục nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị của di sản văn hóa, khai thác các giá trị di sản văn hóa để xây dựng các sản phẩm du lịch, đồng thời tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng về giá trị di sản văn hóa của thị xã đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để có ý thức trân trọng, giữ gìn, phát huy giá trị trong thời kỳ hội nhập thông qua hệ thống thông tin đại chúng, các hội diễn nghệ thuật, lễ hội truyền thống, xuất bản sách. Trong đó, chú trọng đối tượng là học sinh các cấp học thông qua việc đưa vào chương trình học tập, ngoại khóa trong các nhà trường theo hướng dẫn của ngành giáo dục và đào tạo, tập trung nâng cao chất lượng bồi dưỡng,
tập huấn nghiệp vụ về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa cho cán bộ Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch, cán bộ làm công tác văn hóa thông tin các xã phường, thành viên ban quản lý các di tích, đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút mọi nguồn lực xã hội, nhất là doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thị xã, cho công tác quản lý, phục hồi và phát huy giá trị di sản, góp phần xây dựng đất và người Nghi Sơn ngày càng thân thiện và phát triển. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.